Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tập truyện ngắn Người bạn triệu phú của nhà văn Sơn Nam. Tác phẩm được phát hành tại nhà sách Khai Trí, số 62, Đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Bốn, tập cuối. Truyện Nhớ Năm Thình. Gió lạnh, mưa lê thê. Tôi hay tin nạn bão lụt miền Trung quá trễ. Những con số 7.000 người chết, hàng triệu người không nhà cửa đã vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Từ hồi lớn khôn đến giờ, tôi chưa từng thấy hàng trăm người chết, thấy tận mắt lần nào cả. Trong nghĩa địa có hàng ngàn ngôi mộ, nhưng là những ngôi mộ sạch sẽ, xác chết nằm yên ấm trong quan tài. Và trước khi hạ quyệt, người thiên cổ được an ủi bằng nước mắt của thân nhân, bạn hữu. Vài cục đất, vài cánh hoa ném xuống. Đi viếng mộ nghĩa địa có 7.000 ngôi mộ, có lẽ tôi chỉ buồn buồn cho kiếp sống thế thôi. Tôi nghĩ đến 7.000 và hơn 7.000 xác chết của đồng bào miền Trung, ở một vùng mà từ thuở bé đến giờ tôi chưa từng đặt chân tới. Cớ sao dãy núi Trường Sơn lại giận dữ trở thành một hung thần, và biển Thái Bình lại trở chứng đột ngột? Nhưng trách chi núi, trách chi biển. Nếu suy luận miền Nam như thế, tôi sẽ trở thành một người lẩm cẩm, đóng cửa rút cầu, xa thực tế. Ngày xưa đã nhiều người làm văn tế xuông với những câu rất sáo lặp đi lặp lại. Lại còn những nhà hiền triết ngồi yên ấm bên chén trà, nhìn qua cửa sổ để cảm thông với băng giá bên ngoài. Và những thi sĩ đốt lò hương trầm, uống rượu nồng, thả hồn đến tận chốn xa trường, than khóc giùm các chiến sĩ đang chinh đông chinh tây, rồi thương tiếc cho những nàng chinh phụ ở nhà đang ôm gối mộng nhìn trăng. Không có bài văn tế nào nói hết nỗi đau khổ của kẻ chết, người sống trong trường hợp đặc biệt này. 7.000 xác chết, nếu chất thành đống, ắt dung lên như quả núi. Oan ức biết là bao. Suốt 20 năm chiến tranh, họ đã sống, đã đau khổ, đã yêu nước, đã cày ruộng cuốc đất, để rồi chết vì một lý do tức tưởi như vậy, trong khoảnh khắc. Lại còn hàng triệu người không nhà, 1 triệu tức là phân nửa dân số Sài Gòn chợ lớn. Tôi chưa hình dung nổi một rừng người đông đảo như thế. Mấy năm nay tôi chỉ thấy vài chục người ngủ ngoài lề phố, chung quanh nhà chú Quả Sài Gòn, vài chục người không nhà. Cảnh tượng ấy cũng đủ làm cho tôi chạnh lòng rồi. 1 triệu là bao nhiêu? Nếu họ ngồi đau lưng với nhau hoặc nằm gần nhau thì sẽ chiếm bao nhiêu cây số bề dài? Lố bịch quá. Giờ phút này những con người có lương tâm không được quyền giải trí hoặc tò mò tìm hiểu theo lối đó, lối tìm hiểu giải trí của những kẻ sống ngoại cuộc, thủ lợi, ích kỷ tột độ và thông minh lặt vặt. Tôi cúi đầu cầm viết. Viết hiệu triệu chăng? Tôi chưa đủ thẩm quyền để hiệu triệu. Hỡi đồng bào chúng ta nên. Bấy lâu nay tôi mang chứng bệnh suy cổ nghiệm kim. Tôi sực nhớ đến bài về bão lụt Năm Thình đăng trong Revue Indochinoise năm 1904, một loại tạp chí ít ai còn giữ được và xưa kia chỉ lưu hành trong một số người được thực dân ưu đãi. 60 năm về trước, hơn nửa thế kỷ, vào thư viện để lục lạo mớ giấy đầy bụi bặm ấy chăng? Để giải trí, để hoài cổ theo lối quý tộc sang trọng. Tôi thiếu can đảm để làm chuyện ấy. Ra ngoài Trung để chứng kiến thảm họa, tìm đề tài chăng? Tốn tiền vô ích. Tình thế cấp bách lắm rồi. Sự thật đang diễn biến thiên hình vạn trạng. Nhiều người chết, không được người sống đếm số, vì xác họ đã mất, mất trước khi người làm công việc đếm chú ý tìm họ. Nhiều người không nhà đang sắp sửa xuống ngủ dưới lòng đất vì bệnh, vì đói. Nhiều người mạnh khỏe đang trở thành phế nhân. Nhiều gia đình không còn là gia đình, và người gia trưởng đang chết hoặc đã chết. Vợ con của họ sắp tung ra 8 hướng trời. Họ hàng, người đồng hương buổi trước, từ buổi này phải xa nhau, tan tác, để mạnh ai nấy tìm sanh kế. Tôi ra đường thở dài. Sở trường của tôi là cầm bút. Cái sở trường ấy nên sử dụng như thế nào cho có hiệu quả? Viết một bài để cho người sống đọc lên,
những người sống ở xa trung tâm bão lụt đủ tiền mua báo hoặc đủ thời giờ mượn báo của người láng giềng mà đọc qua loa. Trời lạnh lắm, chưa chắc thiên hạ đọc báo. Tôi tìm một đề tài về bão lụt, thứ lụt thường niên ở Hậu Giang dùng làm lúa xạ. Tôi đã thấy rồi, nó khác hẳn với nạn lụt ở miền Trung. Đài khí tượng cho biết bão có thể thổi qua Sài Gòn, nhưng vào giờ chót bão lại di chuyển ra miền Trung một lần nữa. Sài Gòn không bao giờ gặp bão to. Tôi bước lầm lũi lần hồi đến một ngõ hẻm ở đường TBT để gặp lão Tư Nê. Lão ở một quê xứ với tôi. Tôi nhớ rõ vào những năm Thái Bình thịnh vượng, hễ đến đâu lão cũng bàn tới bàn lui chuyện bão lụt năm Thìn tại Gò Công. Lão khoe khoang: "Tôi sống trong cảnh đó mà." Có người chất vấn: "Năm Giáp Thìn đời vua Thành Thái lão mấy tuổi?" Lão đáp: 15 tuổi. 40 năm trôi qua, làm sao lão nhớ được chuyện hồi thuở 15? Sao không nhớ? Chuyện thiên tai người ta nhớ đến già đến chết, truyền tụng cho con cháu đâu phải dễ quên hoặc nhớ lai ra như chuyện trai gái, chuyện thua cờ bạc. Thảm thiết lắm. Hồi mấy năm xưa đó, lão phổ biến hai câu hát về bão lụt năm Thìn: "Gặp mặt em đây mới biết em còn, hồi năm Thìn bão lụt anh khóc mòn con ngươi." Và: "Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, gió nào độc bằng gió Gò Công." Lão nói tiếp: "Hồi trước người ta hát đèn Châu Đốc, đất nào dốc bằng dốc Nam Giang. Một tiếng em than hai hàng lũy nhỏ, có một mẹ già biết bỏ cho ai. Sau trận lụt Gò Công hồi năm Thìn, câu hát sửa lại rằng gió nào độc bằng gió Gò Công. Một trận đông phong xiêu vợ lạc chồng, em ngồi đây mà nhớ lại nước mắt hồng tuôn rơi." Từ hồi tạm biệt với lão Tư Nê, tôi lên Sài Gòn. Thỉnh thoảng lúc túng đề tài chuyện xưa tích cũ, tôi gợi lại hình ảnh bão lụt Gò Công, gọi là để mua vui một vài trống canh cho thiên hạ. Tư Nê lên Sài Gòn trễ hơn tôi, hơn 70 tuổi rồi còn làm ăn gì được nữa. Lão sống nhờ sự hiểu biết của đứa con trai út chạy xích lô mái. Thời buổi loạn lạc, con hy sinh nuôi cha, con sống gần cha là điều hiếm có. Nhà lão khá đông, thêm 5-7 đứa cháu nội, đứa con trai út cố sức xoay sở, giành giật từng thanh củi quế, từng nắm gạo châu. Mùa gió bất năm ngoái, lão Tư Nê trở bệnh ho lao ho tổn gì, tưởng đầu sẽ nằm yên giấc trên nghĩa địa Chí Hòa. Ai dè trời còn bắt lão sống, sống để mà thông cảm với nạn bão lụt Giáp Thìn. 60 năm đáo lại, lần Giáp Thìn này chắc chắn là lần Giáp Thìn cuối cùng của đời lão. Tuy ở xa trận bão, lão hay tin rất sớm nhờ cái radio transistor, nhờ hình ảnh trên báo hàng ngày, hàng chục thư báo. Thanh niên bây giờ mê cinema như hồi thuở nọ, lứa thanh niên 15 tuổi của lão mê hát bội. Máy bay bay rền trời, ngày như đêm, nhiều hơn tiếng sáo diều. Và chung quanh lão, xe hơi nhiều hơn trâu bò ở xóm nhỏ thuộc tỉnh Gò Công, thời xa lơ xa lắc. "Cháu muốn hỏi thêm về bão lụt Gò Công để đăng báo hả? Xưa lắm rồi, đúng 60 con lịch trên nóc nhà." Tôi hỏi: "Thưa bác, có phải là mấy cuốn lịch tàu, mỗi quyển xem trọn năm, trong đó nào là tử vi, ngày tốt, tháng xấu?" "Âm lịch, nói bậy bạ vậy mà đúng à. Bây giờ thư lịch đó còn bán lai rai ở chợ lớn, ghi rõ thời tiết từng ngày, phương hướng xuất hành. Mỗi năm mình mua một cuốn, xem xong mà thì treo nó lên nóc nhà. Đúng 60 năm tức là 60 cuốn. Nếu mình treo đúng thứ tự Giáp Thìn và Ất Tỵ, Bính Ngọ thì cứ sao y bốn cũ mà xài, khỏi cần mua thêm cuốn nào khác. Hồi đó bác đây dành đâu được 40 cuốn rồi chạy giặt liên miên." "Bây giờ người ta xài thứ lịch khác." Tôi nói lẩm bẩm như vậy. Trên nóc nhà lão Tư Nê có đến 2 tấm lịch gỡ từng ngày, nhưng dường như mấy ngày này con cháu của lão quên gỡ. Tấm lịch này 30 tháng 10, tấm kia 30 tháng 11. Có lẽ vì con nít xé quá nhiều.
lại còn tấm lịch xài mãn năm dán trên vách, sắp tróc vì keo rã hồ tan khi mưa bay gió tạt. Tổng phẩm bất ngờ của nhật báo nào đó, phục vụ bàn đọc, thanh nga thanh thúy gì đó, cười mơ hồ bên cạnh núi Phú Sĩ Sơn và đảo Hạ Quy Di, suốt năm cười mãi. Lão Tư Nê vụt đứng dậy, chạy ra cửa quát to: "Hai, ba, Hùng à, vô đây, kiếm cái áo khác bận vô, sổ mũi đó." Rồi lão dây lại phía tôi: "Mấy đứa cháu nội, nó liên khỉ, chịu không nổi." Tôi tìm cách gợi lại chuyện Bảo Lục Năm Thìn. "Thưa bác, à, để tôi nói tiếp, bây giờ khác rồi." "Thưa bác, nhưng người ta chết ngợp, mất xác như hồi xưa. Nhờ bác nói lại vài chi tiết để viết lên báo, chẳng lẽ cháu ra tận ngoài miền Trung?" "Thì năm đó, cuối tháng 4 chứ không phải tháng 10, đầu mùa mưa, ai cũng tưởng là không có sao. Về đâu gió trở ngọn, thổi mạnh, từ 10 giờ sáng tới 10 giờ đêm, nước dâng lên, người ta hơi lo nhưng an ủi. Bất quá thì nó ngập tới bộ váng, mình lên bộ váng mà ngồi. Lát sau người ta nói, bất quá thì nước ngập tới mái nhà. Trễ quá rồi, trời tối đen như mực, vào giờ ngọ ngửa bàn tay cũng không thấy. Sóng đánh ầm ầm, bể vách nhà, vách bằng lá. Thôi thì chỉ còn cách lên xuồng ghe mà tản cư, kiếm mấy chỗ có dòng đất cao. Ghe chìm thì chết, nếu ghe không chìm thì mình tới một chòm tre ở xa xa. Nhà nơi đó bắt đầu ngập, thiên hạ chạy lôi ngôi ra ngoài. Gió thổi mạnh, mưa quá lạnh, họ kiếm gốc cây to hoặc vách nhà ngói nào đó mà núp. Cây ngã, vách sập, chỉ còn một cách trốn tránh sau cùng là nhảy xuống mương, theo kiểu xuống tăng xê. Nằm dưới mương ít gió, không bị cây đè. Nhiều người mang theo cái nồi, cái chảo bằng gang mà đổi cho chắc chắn. Nhưng nước ngập ao ngập mương, con nít đàn bà ông già thì chết từ hồi nào rồi. Mấy người đau ốm thì khỏi cần nhắc tới. Nãy giờ tôi nói tới bọn đàn ông trai tráng, vai u thịt bắp à." "Thưa bác, họ lội hoặc tìm khúc cây miếng dáng mà nương tựa." Lão Tư Nề lắc đầu: "Tay chân hỏi tê cống rồi. Nãy giờ ngồi đây xa trận bão hàng ngàn cây số, cháu thấy không? Bão đã tan, bão đã đi xa, mà mình hãy còn lạnh huống gì ở tại chỗ. Thí dụ như bây giờ cháu nhảy vô lu nước mà ngâm mình chừng vài phút đồng hồ thôi, bụng đói người ta chịu lạnh dở lắm. Người ta gian vái trời Phật, ông bà, đất nước, nhưng giữa ban ngày trời tối mù mịt, người ta đâu phải là vật vô tri vô giác. Kẻ tán tận lương tâm nhất cũng nhớ tới vợ, tới con, tới cha mẹ. Cha mẹ chết từ nãy giờ rồi, họ mất tinh thần. Ngoài ra đồng ruộng ngập nước, trâu bò là giống vật mạnh mẽ, lội giỏi nhưng không thấy con nào nổi trên mặt nước. Tụi nó chìm hết rồi. Chỉ còn vài người cuối cùng trên biển. Thứ biển đầy sóng gió, lạnh như nước đá. Thứ nước đá màu đen. Họ chưa lội, chưa quơ tay quơ chân là đã chết chìm rơi xuống đáy nước như cái thây ma. Chẳng một ai nghe tiếng than khóc của ai. Lạnh tê môi làm sao khóc ra tiếng. Vài người còn sống sót nhờ họ cởi trâu lúc trận bão vừa mới tới. Trâu chạy rồi trâu lội qua phía Mỹ Tho. Còn những người sống sót khác họ có phước, vì hôm đó họ không có mặt tại vùng biển Gò Công. Họ đi thăm bà con từ hôm trước. Lại có nhiều người từ xứ khác tới Gò Công để lãnh đủ một thuyền một hội, giáp thìn mà. Tôi tin rằng lịch của ông bà để lại ít khi sai chạy." Tôi im lặng, chẳng biết hỏi lão Tư Nê điều gì nữa. Gió lại thổi, mưa rơi lắc rắc, không thêm không bớt. Mưa còn dai dẳng tới bao giờ? Lão nói to giọng như muốn bước qua giai đoạn xã giao khác đuổi khách. "Hết rồi." "Thưa bác, sau trận lụt đó thiên hạ làm sao mà sống?" "Thì tạm vui mà sống. Năm đó nhà nước Tây cai trị, Tây nghèo lắm. Từ Mỹ Tho dường như chỉ có một chiếc tàu đò chạy qua Gò Công. Ở Mỹ Tho thiên hạ cũng đói rách,
xuồng ghe đều bị quăng lên bờ, nước rút lần hồi, mùa màng sạch bách. Thôi thì móc củ co, câu cá, nấu canh bông súng mà ăn trừ cơm. Cá nhiều lắm, nhiều thứ cá lạ lội từng bầy. Nghe đâu mấy bầy cá đó từ biển hồ lội xuống. Đất bỏ hoang, nhiều làng không còn một người, không còn một căn nhà. Ruộng đất vườn tược đều vắng chủ. Nhà nước Tây ra lệnh ai muốn khẩn thì khẩn, ghi tên vô bộ mới làm chủ, miễn là đóng thuế cho nhà nước. Nhưng ai thèm. Đau xót nhất là mấy người còn sống mà. Họ phải sống để thấy cảnh bọn bất lương. Họ vớt thây ma để lột dòng vàng bán ăn, khỏe thân hơn làm ruộng. Thời xưa mấy người khá giả luôn luôn đeo vàng trong mình. Hết dòng vàng thì họ vác búa mà bữa mấy cái tủ kính, tủ cẩn trôi lều bèo. Trong tủ đó có thể còn quần áo, thứ mắc tiền và tiền bạc. Nhưng trách ai bây giờ? Nhiều người lương thiện bỗng trở nên bất lương, và nhiều người bất lương nhưng trở thành lương thiện, dám ra tay cứu vớt mấy xác chết đem chôn cất suốt ngày đêm. Chôn người rồi lại chôn trâu bò. Trâu bò chết sình hôi thối nực nồng, quả ăn không hết vì quả chết trong cơn bão. Thôi, chuyện xưa nói bao nhiêu đó cho cháu nghe, nhiều rồi. Thời nay khác hơn, xứ mình có giặc. Tôi ra về cứ ngậm ngùi nghĩ mãi về lời nói của lão Tư Nê. Bảo Lục ngày xưa và ngày nay có khác gì nhau không? Có khác chăng thì chỉ khác về chi tiết, chứ cảnh chết chóc thì cũng giống như nhau. Trời cứ mưa và cứ lạnh, xe cộ qua lại ầm ầm, những người ấm áp, những người lạnh lẽo, mỗi người một số phận. Thời nay khác hơn, hoài cổ là vô ích và lắm khi đưa chúng ta đến một nhận định sai sự thật. Thân xác con người cũng mới, với những đòi hỏi mới, những đau khổ mới. Những đòi hỏi, những đau khổ thật sự hoặc giả tạo, khôn sống bóng chết, mạng ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Cái phương châm sự thế ấy lại hiện ra trong tâm trí tôi. Nó giả màng vô nhân đạo, nhưng lắm khi nó được đề cao, trở thành một nguyên tắc của kẻ muốn thành công trên đường đời. Tôi tin rằng giờ phút này, người Việt Nam đã xét lại phương châm sang trọng, khôn ngoan ấy. Nhưng chẳng lẽ mọi người đều treo cờ tang, ngồi nhà mà mặc niệm? Lại một hình thức dối lòng, dối mà không biết rằng mình dối. Khóc lóc, rên rỉ là vô ích. Làm sao khóc được khi tình cờ trong những ngày này, có người gặp chuyện may mắn, lặt vặt. Cuộc sống là cuộc sống. Tân nhạc, cổ nhạc, cứ hát lên đi. Báo hàng tuần, báo hàng ngày, cứ cạnh tranh sanh tử với nhau đi. Ai thèm rượu thì cứ uống, ai có mình ấm thì cứ đắp. Vấn đề không phải là khóc lóc, mà là một sự tổ chức khoa học. Người đang uống rượu, người đang hát, người đang đắp mền, người đang thất nghiệp đều muốn giúp đồng bào. Chỉ cần tổ chức, đừng câu nệ hình thức. Kẻ hoang phí đang muốn mua giấy số. Gió cứ thổi, tôi về đến nhà. Viết xong chuyện Bảo Lục rồi, viết qua chuyện ma không bao giờ có, viết qua chuyện tâm linh gỡ rối, tâm tư bị xé ra muôn mảnh. Và bài này có đủ năng lực hấp dẫn ai không? Tôi hy vọng nó chỉ là nén hương ngắn ngủi, đốt quá muộn, không an ủi được kẻ chết. Nhưng họa chăng nó nhắc nhở cho một đôi người còn sống lưỡng lự khô khan chờ đợi. Một đôi người không phải ở miền Trung, nhưng đương sống ích kỷ tại Sài Gòn, như tôi chẳng hạn. Hết chuyện. Chuyện những viên thuốc bổ. Chợ Tết bắt đầu rộn rịp. Tân mang theo 300 đồng, gọi là để tiêu xài trong buổi du xuân thường lệ. Hôm nay là 27 tháng Chạp, anh ngỡ mình đang ăn Tết. Tết ở trong lòng chứ ở đâu xa. Hễ ngày nào mình vui, đắc ý, ăn no ngủ kỹ, gặp chuyện may mắn, công việc làm ăn phát đạt, nhảy vọt và gặp người đẹp, là ngày ấy vui như Tết. 6-7 ngày qua, Tân hãnh diện, cho rằng mình hiểu nghệ thuật sống hơn ai hết. Anh thức đêm uống trà, ra sân đón hơi gió lạnh lúc nửa khuya. Như vậy là anh đã vui Tết trước thiên hạ trong 6-7 đêm. Anh thưởng thức 6-7 đêm giao thừa. Nhưng khi sáng ra anh thức dậy, cảm thấy chưa thỏa mãn.
niềm kiêu hãnh ấy quả tang là giả tạo. Tết chỉ vui khi mọi người cùng vui, chẳng ai có thể ăn Tết một mình, vào ngày giờ do họ quy định riêng, trong thế giới riêng. Tết là niềm vui chung của dân tộc, hễ toàn dân ăn Tết thì mình mới vui Tết. Tân cười khì. Khi soi gương chải tóc, hổm rày mình là con cá lội trong chậu mà ngỡ rằng lội giữa biển khơi. Niềm vui ấy tuy có nhưng giả tạo. Niềm vui chung của đồng bào thành thị vẫn là thứ tình cảm lâng lâng, e dè. Ai nấy mua sắm hoặc chuẩn bị mua sắm. Tết là đóa hoa hàm tiếu chưa nở. Tân vui vẻ ra đường với thứ tình cảm chân thành, sẵn sàng hòa mình vào đám đông như hột muối tan trong biển người. 300 đồng, nghĩ cũng hơi ít nếu anh muốn mua sắm vài món linh tinh, nhưng dùng để dặn túi thì số tiền ấy khá nặng. Tân bồi hồi thương xót vu vơ cho vài cô nữ tư chức nào đó khá xinh đẹp, dạo phố với 15-20 đồng hoặc không có đồng nào. Các cô ăn mặc sạch sẽ, bước trầm tĩnh như kẻ có nhiều tiền dằn túi. Tân nhớ rõ và biết tên vài ông bạn lái Vespa, lái ô tô với 20 đồng trong túi. Anh gật gù. Mình thuộc vào hạng người khá giả rồi. 300 đồng là bao nhiêu hơi ấm triền miên. Tiểu thuyết gia Mau Gâm đã từ trần, nhưng để lại câu nói bất hủ: đồng tiền là giác quan thứ 6, nghĩa là có nó thì mắt, tai, mũi, lưỡi và da tay của con người mới hoạt động, hửi xem, sờ mó đúng mức. Huống hồ mình đem theo để lấy hơi ấm chứ không xài. Năm nay dường như ông chủ không thưởng tiền Tết và không cho mượn trước số tiền nào cả. Về lý do mình không nên biết, biết cũng vô ích. Tranh chấp với ông chủ theo luật lao động là chuyện chung của mọi nhân viên. Anh em dám kêu nài tới mức nào thì mình cũng gật đầu ba phải tới mức đó. Không đứng đầu, không đứng giữa trong cuộc tranh chấp. Nếu đứng sau chót thì xấu hổ. Nên tìm chỗ êm ấm trước người chót một bậc để tự an ủi rằng mình còn một tí hào khí. Ta cứ đi ra phố. Người trẻ tuổi nhìn chợ Tết với tâm hồn cởi mở, món gì cũng lạ cũng hay. Mỗi lần Tết là mỗi lần cảnh vật hiện ra đầy màu sắc sống động trong hiện tại. Trước mắt, trong khoảnh khắc mà họ ngắm nghía, họ say mê há miệng để rồi mau chán. Người lớn tuổi thường suy tư so sánh hiện tại với quá khứ. Mấy gian hàng sát chợ Bến Thành chưa làm cho Tân chú ý. Cũng bánh mứt, rượu tây, rượu tàu, kem đánh răng, trái cây. Tâm chép miệng. Hơi nhàm. Nghe nói cho đốt pháo nhưng tại sao chưa có gian hàng bán pháo? Bao nhiêu thứ bánh mứt ấy mình đã xem, đã ăn hàng chục năm rồi. Anh chắp tay sau mông đề phòng trường hợp bị móc túi. Trong oai vệ, nhàn rỗi và phách lối, anh tự ví mình như một chậu kiển xấu xí, một thứ hoa dại mọc xen vào chợ đời cho rậm đám. Một người không sản xuất mà cũng không tiêu thụ hàng hóa, nói đúng hơn là sản xuất những loại thơ văn không cần thiết để lấy tiền mua vài thứ xa xỉ phẩm rẻ tiền. Có tiếng đàn guitar vang lên ầm ầm, một nhạc công rách rưới đang trình diễn bản gì đó theo điệu nhảy tuyết. Khách qua đường bu lại để nghe. Họ xem chứ không phải nghe. Họ bàn tán. Đời bây giờ sao thiên hạ nhiều sáng kiến quá. Lại có tiếng phản đối. Sáng kiến ác ồn, đáng bỏ tù, đáng truy tố. Chán ơi là chán. Tôi đứng đây nãy giờ giận run nhưng biết ăn làm sao, nói làm sao. Con nhỏ này hết lớn rồi. Tân đến nơi ngóng cổ. Một cháu bé chừng 8 tuổi đang nhún chân tại chỗ, hai tay bơi trong không khí, tóc uốn quăng queo, môi thoa son đỏ bầm, bên má điểm đốm son tròn lớn cỡ đồng bạc. Có lẽ hồi mới bắt đầu trình diễn nó được đánh phấn, giờ đây phấn đã trồi để lộ làn da đen đúa. Làn môi và đôi má như trầy trụa rớm máu, những vết thương gây bầu không khí tang thương. Hai chân em bé cứ nhún, gọi là nhảy tuyết để thu hút khán giả xin tiền. Nó để chân trần đầy bụi đất, lỗ mũi nó phồng lên, miệng há hốc, mệt nhưng chẳng dám thở than. Một cô nọ ăn mặc sạch sẽ nghiêng đầu gần sát vai Tân, mái tóc thơm mùi trầm hương. Cho tiền tại đâu? Dạ, tại đây. Người lên giọng trả lời đang ngồi kế bên nhạc công. Anh ta mặc khá lành lặn, nâng cái dĩa mica đỏ lên cao. Hai đồng bạc chì rơi xuống nghe cành cạch. Cảm ơn cô bác, em cháu nó nghèo, nó phục vụ nghệ thuật thuần túy.
Cô nọ như chẳng buồn đứng nghe và chẳng muốn nhận lời cảm ơn. Đầu cô rút lui khỏi vai Tân, mùi trầm hương thoang thoảng rồi tan biến. Tân phân vân, chẳng hiểu nên đứng xem hay nên rời chân. Đứng để làm gì và đi đâu bây giờ? Liệu nơi khác còn cảnh nào lạ mắt vui tai hơn không? Mấy người đứng xem cứ cằn nhằn. Chán quá, hai người lớn mà bóc lột đứa con nít, như vậy thì là khoa học. Mỏi chân mà chẳng dám than gian, nếu lười biếng chắc về nhà ăn rồi may. Tôi mà làm cảnh sát thì bắt mấy cái vụ xin tiền này. Nhạc công vẫn đàn nhướng mắt. Anh ta có lẽ đã nghe lời trách móc ấy hàng trăm hàng ngàn lần. Lời nói là bạc, sự im lặng là vàng. Nhịp đàn khi khoan khi nhặt, lai rai vài đồng bạc bay xuống như bươm bướm xanh rơi ngoài vành đĩa. Anh thâu tiền cứ ung dung lượm bỏ thành đống. Kỳ quá, coi thật là ngứa mắt. Anh chàng mặc áo trắng cứ cằn nhằn một mình. Anh ta như hừng chí khi nghe lời phản đối. Chỗ người ta làm ăn, anh chán thì đi chỗ khác. Tôi chẳng bà con cật ruột gì với đám này. Nếu không thích thì mình đừng cho tiền. Ai móc túi mình đâu mà mình cằn nhằn. Nhưng tại sao anh cứ đứng coi? Tôi đứng coi vì lý do khác. Tôi phản đối nhưng tôi im lặng. Tôi không cho tiền. Chàng nọ tiếp tục đả kích. Như vậy là anh đồng lõa với vụ bán buôn nghệ thuật này. Tôi đâu có đồng lõa. Tôi không cho tiền. Tại sao thắc mắc chuyện nhỏ bé này khi nước nhà loạn ly? Chàng áo trắng trợn mắt. Chuyện quốc sự hả? Thời bình cũng vậy. Tôi nhớ hồi xưa mấy người hát tiều hát quảng nuôi con nít từ thỏ lọt lòng, đặng cho tụi nó đóng vai chánh. Hò hát suốt đêm tới 3-4 giờ khuya để được ăn một tô cháo. Bây giờ con nhỏ này sướng hơn. Chàng áo trắng đáp. Nhưng vi phạm luật lao động, bắt buộc trẻ em đứng nhảy nhót cả buổi như hình phạt đối với tù nhân. Ở đây chẳng ai làm mướn cho ai cả. Có thể em bé là con của người gãy đờn. Đem luật lao động nói nơi đây là sai à? Có sự gì bóc lột kỳ cục vô nhân đạo? Bóc lột à? Những người đứng xem mà không trả tiền mới thật là kẻ bóc lột. Tân giật mình. Cãi vã với họ chăng? Họ chửi xéo anh rồi. Thôi thì đi nơi khác. Anh tự móc túi đem ra mới giấy 5 đồng, 20 đồng. Rất tiếc là không có bạc lẻ. Đưa cho họ thối lại 4 đồng thì vô duyên. Thôi thì cho phước 5 đồng. Anh quay mặt thở phào, một người nói lẩm bẩm bên tai anh. Sai vô lý quá. Tụi nó là chim mồi á. Tân nhìn người nọ. Thiệt vậy sao? Ông chưa tin lời tôi thì thôi. Hai thằng cãi nhau là chim mồi, nhử ông, khiêu khích ông để ông cho tiền. Tân gật gù. Hơi vô lý. Đâu phải thảy bài ba lá mà chim mồi. Nếu chim mồi thì họ vô tình làm chim mồi. Họ cãi vã vì tự ái. Rốt cuộc bọn kia thủ lợi. Thôi, vấn đề nghệ thuật là vô giá. Họ biết trình bày khéo léo. Tôi khen ngợi sự trình bày đó, chứ tôi có bố thí mắc mưu họ đâu. Người nọ lẩn khuất trong đám đông từ bao giờ. Tân bẽn lẽn vì đoạn chót của câu nói chỉ có một mình Tân nghe thôi. Anh bước tới đứng lóng ngóng một chập vì lề đường quá chật hẹp. Thầy hai. Cô gái bán kẹo thuốc đang chào Tân. Quen thân lắm. Hai năm qua thỉnh thoảng Tân mua chịu thuốc hút của cô ta. Và lâu Tân cho cô ta thiếu chịu vài chục đồng khi thiếu tiền lẻ thối lại. Tân mượn cái ghế ngồi dựa lưng vào gốc me. Vài tiếng pháo nổ. Nhân viên cảnh sát cằn nhằn. Những cây pháo được đốt trộm nhưng nổ công khai. Chẳng lẽ truy nã thủ phạm? Hai em bé nhăn nhở xòe tay chìa ra mấy cây pháo. Tân hỏi cô bán thuốc. Khá không? Bán được được. Thầy mua thuốc xì gà không? Còn hai hộp. Tân đứng dậy. Một hộp thuốc bán theo giá vốn là 450 đồng. Chẳng lẽ anh mua chịu để năm sau mới trả tiền? Ngồi đây làm gì? Anh đáp. Mai chịu tôi mua. Hai bên lề đường vẫn trưng bày những món hàng quen mắt. Ly chén, đồ chơi trẻ con, khăn tay, nút áo măng xếch. Tân lắng nghe giữa tiếng ồn ào, giọng đàn giật gân vẫn còn phía sau lưng. Chắc rằng cháu bé nọ đang nhảy và hai tên kia vẫn cãi vã lai rai. Anh đào sâu cái triết lý vừa thâu thập lúc nãy. Chỉ cần cách trình bày cho khéo léo là thành công trên đường đời. Nhưng đó là sự thành công rẻ tiền. Âu cũng là một kinh nghiệm sống. Mấy tên chim mồi đánh mạnh vào tâm lý những kẻ nông nổi, nghèo tiền,
nhưng giàu tự ái. Phải chi mình cho tụi nó một đồng bạc như cô Thơm Mùi Trầm Hương rồi đi tuốt thì khỏe trí biết bao. Cô nọ xử sự tỉnh táo vô cùng, không cho thì tỏ ra kém đứng đắn. Thà rằng cho chút ít rồi đừng suy nghĩ. Thái độ của mình tuy đứng đắn nhưng dại dột. Đã tốn nhiều tiền gấp đôi lại còn nghe thêm tiếng chửi của bọn chim mồi. Tần dạo hết quãng đường, quẹo về bên trái, theo đường Công Lý rồi đổ qua Lê Thánh Tôn. Ở đấy yên tĩnh hơn, anh hút thuốc phì phà. Nhiều cô gái đẹp đi ngược chiều, họ mặc áo lạnh tuy trời chưa lạnh cho lắm. Màu áo lạnh làm ấm áp những người chung quanh. Tần thấy yêu đời. Lề phố thưa thớt, kém vẻ xô bồ xô bộn, chẳng cần chen lấn. Dường như đường này dành riêng cho những du khách loại chọn lọc, khỏi sợ bị móc túi. Tần dí mũi vào tủ kiến xem mấy đôi giày da xấu, nó ngàn bạc làm sao mua nổi. Anh thấy thấp thoáng vài bóng hồng từ trong tiệm lú ra. Mấy cô bán hàng đẹp quá, mấy cô không mời khách hàng, không chăm chọc vào lòng tự ái của thân chủ. Những cửa hiệu ấm áp lâu đời, nói tóm lại là thuần. Chủ nhân mặc đơn giản, không khoe của cải và dường như họ mỏi mệt vì sống lâu năm, cuộc đời đầy tiện nghi. Mấy cô bán hàng đi đứng dịu dàng, ít nói, ra vẻ ta đây là thân nhân của chủ nhân chứ không phải là người làm công. Thích quá, Tần rảo bước, chợt có bàn tay chìa ra. Thưa ông. Tần trố mắt, ba bốn người đàn ông đang bán thuốc cao đơn hoàn tán bên lề đường, họ trao cho anh một tấm quảng cáo. Mời ông xem. Tần gật đầu, cảm ơn, rồi dậm chân bước tới. Anh nọ thân ái nắm tay anh. Xin lỗi ông, chúng tôi hiểu rằng mấy lâu nay ông sống ở Sài Gòn, ông chán cái lối quảng cáo rồi. Lối quảng cáo thường lố lăng, phải vậy không ông? Rồi anh ta cướp câu trả lời của Tần để tung ra mớ lý luận ngọt ngào như những dòng nước mưa từ trên máng số chảy xuống rơi lởm bởm vào lu. Tấm giấy quảng cáo này thô sơ, chẳng có gì bảo đảm. Chúng tôi bán chiêu hàng cho nhà thuốc ra mắt, chúng tôi xin hân hạnh. Tần rất chán loại cao đơn quần tán. Nói chung anh sợ những loại xâm nhung bổ thận bào chế bằng cơm nguội, quết với nước đường, do viên tròn trước mặt mấy cô gái đẹp mà mình mua thuốc bổ thận tráng dương thì mất duyên hết. Anh từ chối. Xin hẹn dịp khác. Anh nọ như chẳng nghe lời từ chối của Tần. Đây là hộp thuốc, mời ông xem. Tần dè dặt chẳng muốn sờ tay vào. Anh nọ đặt hộp thuốc vào lòng bàn tay Tần. Ông cứ lấy, chúng tôi kính biếu, không lấy bất cứ một đồng xu nào. Chúng tôi mong ông dùng thử, như vậy cũng đủ hân hạnh cho bổn hiệu. Cha, tôi sợ thuốc lắm, vả lại tôi mạnh khỏe. Vừa nói Tần vừa liếc về phía mấy cô bán hàng. Mấy cô nghiêm mặt nhìn nhau. Tần lúng túng. Anh nọ thúc khối. Chúng tôi khổ tâm lắm nếu biết rằng ông từ chối. Chúng tôi kính biếu, nếu ông mạnh khỏe thì đem về tặng cho các bạn thân. Tần mừng mê hộp thuốc. Dưới lớp kiến hiện 6 hoàng thuốc màu vàng bao sáp. Anh nọ dai lại đồng bạn. Đưa thêm cho ông 2 hộp nữa. Cảm ơn, đủ rồi, để mấy anh tặng cho người khác. Xin lỗi ông là người đúng đắn, có nhiều bạn thân ở Sài Gòn, chẳng lẽ ông tặng thuốc cho người này mà quên người kia. Đây, tất cả 3 hộp. Và xin lỗi ông trao cho tôi để tôi gói lại kỹ lưỡng. Chẳng lẽ ông mang bao hộp thuốc này đi ngoài đường, coi mất vẻ đẹp. Người đồng bọn của anh kia gói 3 hộp thuốc, gói chậm rãi. Tân đang thắc mắc, chẳng hiểu đem 3 hộp thuốc nọ về đâu. Nếu là cơm nguội quếp với nước đường thì 3 hộp kia trị giá ít lắm 30 đồng. Tại sao họ dám biếu với thái độ hoàn toàn cởi mở? Phải chăng đây là kiểu quảng cáo mới, giống như vài nhà báo dám tặng không số ra mắt để câu độc giả hồng bán số thứ hai? Họ đã nghiên cứu tâm lý giới tiêu thụ, tin rằng thế nào Tân cũng đồn đãi việc tặng thuốc ấy cho các bạn. Hoặc ít ra anh cũng nói lại với vợ con. Anh bán thuốc nói: Xin ông vui lòng thông cảm giúp anh em chúng tôi một số tiền mọn. Chúng tôi trong ban quảng cáo gồm 3 nhân viên đi trên chiếc xe Mobilet này và 2 chiếc xe đạp kia. Thưa ông, nếu chúng tôi ngửa tay xin ông 10 đồng, chẳng lẽ ông không cho? Hoặc giờ phút này đáp lại món quà mọn của chúng tôi, có lẽ ông sẵn sàng cho chúng tôi giải khát một chai Lavie. Tần bắt đầu hiểu rằng đã sụp bẫy. Mấy cô bán hàng che miệng ló đầu ra cười tủm tỉm. Một nhân viên cảnh sát đứng nhìn Tân rồi cười khì. Biết sao bây giờ, Tân hỏi khẽ. Tôi không lấy thuốc, nhưng mấy anh muốn chừng bao nhiêu? Dạ ha, tùy ý ông. Ông cho 1 đồng bạc, chúng tôi cũng không dám từ chối. Đây là buổi khai trương.
Tân đưa ra tấm giấy 10 đồng. Anh nọ nói với đồng bạn: "Gói hộp thuốc đưa cho ông, ông còn bận nhiều việc khác." "Cảm ơn ông." Anh ta trao gói thuốc. Tân sửng sốt, chẳng biết nói sao. Hồi nãy anh ta tặng 3 hộp, giờ đây bớt lại còn 1 hộp. Tân cầm lấy, cười bẽn lẽn nhủ thầm: "Nếu không lấy quá ra dại vì mình đã tốn 10 đồng. Tụi này khôn quá, nó bắt buộc mình mua 1 hộp thuốc cơm nguội nước đường này với giá 10 đồng. Ôi thôi, xui xẻo quá." Tân gọi xích lô đạp, ngồi lên, chẳng cần trả giá trước. Anh muốn ra khỏi con đường này cho nhanh để khỏi hổ thẹn, vì tự ái, vì thể diện lặt vặt, vì muốn tỏ ra khoan thai, trầm tĩnh đối với mấy cô gái bán hàng, mà anh lãnh một vố hơi cay. Cầm hộp thuốc trong tay, anh tự an ủi: "Hồi nãy mình xem nhảy tuyết tốn 5 đồng, còn nghe thêm tiếng chửi xéo. Hộp thuốc này 10 đồng, gẫm đi gẫm lại rẻ hơn." Nhưng Tân vẫn chưa yên tâm. Anh sợ mấy người bán thuốc cười khì, chế giễu anh là ngu dại. Chưa ác nó dám ngạo mạn, nó cần giữ thái độ phục vụ thân chủ để tiếp tục lừa bịp những thân chủ đến sau. Ban đêm về nhà, khi ăn cơm với vợ con hay khi nhậu la ve, nó mới dám cười. Quăng hộp thuốc ư, uổng quá. Đó là hộp giấy bồi khá cứng, trên mặt có kiến dày. Thứ thiệt, chung quanh in nhãn hiệu 4 màu sặc sỡ. Dùng nó đi làm gì đây? Xế chiều, Tân buồn bã hơn bao giờ hết. Không xài phí mà vẫn tốn kém. Không dám mở miệng ra mà vẫn bị mắng ngược. Không lường gạt ai mà sao lại chua chát đắng cay. Nói ra thiên hạ thêm cười chê. Chiếc xích lô đạp chạy bon bon. Chưa tới nhà, Tân nghĩ ra một biện pháp để tạm giải quyết cái hiện tại ê chề. Đêm nay mình nấu nước trà, ăn thử một hoàng thuốc, ăn chơi như trẻ con ăn kẹo. Nếu thuốc mất vệ sinh thì bị sình bụng, chết chóc gì. Muốn cho vui, mình mời thằng bạn thân nào đó, mỗi đứa ăn chơi 3 hoàng cho hết hộp thuốc. Ăn được 10 phút, tức là một đồng bạc giết được 1 phút của cuộc đời. Hết truyện. Truyện Chuyện con mèo. Thời thực dân, làng Sóc Sơn dài trên 30 cây số. Hương chức hội tề ở rải rác khắp xóm, xa nhau, ít khi tụ họp. Mỗi ông nắm trọn quyền hành chánh, kinh tế, an ninh trong xóm như một vị tiểu vương. Vì vậy hễ có chân trong ban hội tề, tức là làm giàu. Sóc Xoài là xóm quan trọng nhất của làng Sóc Sơn. Xoài đâu chẳng thấy, chỉ thấy rặng tre xanh rì và hai nóc nhà đỏ chói nhô lên. Một là nóc chùa Miên, hai là nhà của ông xã trưởng Thạch Ngọc Tư. Vốn là một người Miên giàu có, ông xã cố gắng vận động với ông cai tổng, với chủ quận để được làm xã trưởng. Đâu đó xong xuôi, ông đâm đơn vô tòa án, xin phép làm lại khai sanh, đổi tên họ cho có vẻ văn minh. Tên Kha Văn Mau trong khai sanh cũ được sửa lại là Thạch Ngọc Tư. Xã trưởng Thạch Ngọc Tư tìm cách gây uy tín đối với dân trong xóm, toàn là người Miên. Việc làm đầu tiên của ông sau khi nhậm chức là rước một thầy địa lý người Tàu về để xem các mạch đất tiểu quốc Sóc Xoài. 50 ngày liên tiếp, dân trong Sóc vô cùng sợ sệt, ngơ ngác khi thấy ông thầy Tàu tóc bạc râu dài nọ đi tới đi lui dạo khắp hang cùng ngõ hẻm, gốc tre, bờ giếng. Thỉnh thoảng ông hái một nhánh tre cắm xuống đất. Đôi ba ngày sau, ông nhổ lên hoặc cắm nhánh mới theo hình tam giác, lục giác. Ngày chót, ông ta nhổ tất cả nhánh tre đem về nhà ông xã trưởng để báo cáo việc điều tra, sưu tầm, nghiên cứu dưới mặt đất. Hôm sau, ông xã trưởng Thạch Ngọc Từ đội nón cối, tay xách ba ton đi kinh lý trong Sóc. Theo sau có 3-4 ông hương ấp mặc áo bành tô vàng, cũng người Miên. Đến sớm thứ nhất, Thạch Ngọc Từ cười, uống rượu rồi nói nguyên thiên: "Bà con mình ở đây có phước à. Giống đất này thuộc về đất con rồng, ai nấy đều dư giả, sức khỏe đầy đủ. Nhà tôi ở ngay đầu rồng nên khá hơn. Anh em nhờ cất nhà ngay trên lưng rồng nên chẳng lo nghèo. Ông thầy Tàu dặn tôi coi chừng, đừng cho nhà nước Tây đào kinh ngay sớm mà con rồng phải đứt làm hai." Đến sớm phía nam, ông xã trưởng nói trầm tĩnh lại: "Ở đây nhầm mạch đất con chó,
chó có khi cũng cực khổ, thiếu ăn thiếu uống, nhưng gặp thời thì được chủ nhà cưng, sung sướng. Bà con nên tự an ủi. Đến sớm phía Tây, xã trưởng họ Thạch ra vẻ ưu tư, buồn bã. Đây là một xóm nhỏ gần rừng, giáp mé biển. Dân làng nghèo đến nỗi mặc quần bao áo bố. Ông bảo: ở đây thầy Tào nói là mảnh đất con mèo. Xứ mình ít chuột nên mèo thiếu ăn, ốm o gầy mòn. Mèo có thể sung sướng nếu gặp ông chủ giàu có. Ngặt sớm này là con mèo có xác mà thiếu hồn. Ông thầy cắm nhánh tre sâu xuống đất mà nhánh tre cứ héo hoài. Có người hỏi: chừng nào hồn mèo về nhập xác cho chúng tôi được nhờ? Ông xã trưởng đáp: thầy Tào nói không đoán được, có khi sớm có khi muộn, hồn con mèo sẽ về theo đường biển. Bởi vậy khi nào có giông gió, anh em nên coi chừng. Sau cuộc tiếp xúc ấy, dân xóm mèo vô cùng thất vọng. Có người đâm ra lo sợ: phải chăng ông xã muốn cảnh cáo họ về vụ đống củi lậu thuế? Vì mèo đói nên thường sanh tật ăn vụng. Thế rồi ngày tháng trôi qua đều đều, theo điệu nhịp thanh bình giả hiệu của thời thực dân. Câu chuyện thầy địa lý không ai còn nhớ. Người Miên dư hiểu rằng ông thầy nọ nhắm chừng mà đoán. Sớm con rồng thì đất cao ráo, trồng dâu nuôi tầm được nên dân sống dễ dàng. Sớm con chó sống như nghề nhổ bàn, đương đệm, đương bao cà ròn, bao bàn, nên khi thăng khi trầm tùy theo giá thị trường. Sớm con mèo sống như nghề rừng, nghề biển, không có tương lai. Người Miên cực chẳng đã cùng phương sanh kế phải ra đây mà ở. Họ không dám ra ngoài khơi đánh lưới, làm nò như người Việt Nam. Họ ở trong bờ bắt ba khía, câu cua, về đủ nhậu bữa nào hay bữa nấy. Thỉnh thoảng họ vớt được một vài thùng dầu lửa tấp lên mé bãi. Có khi được một vài cái phao lưới của người Nhật đánh cá ngoài biển bỏ rơi. Lần nọ con cá ông nhỏ luy trôi lên bãi. Họ cấp tốc qua làng kế bên cho người Việt Nam hay để chôn giùm họ. Bỗng một buổi sáng mùa gió Nam, cả xóm gọi nhau ơi ới kinh quảng, khiến già trẻ đều thức dậy. Có người về báo: ngoài biển không biết bao nhiêu là thùng cây vuông lớn bằng thùng đựng sữa bò trôi vô hoài hoài. Phép tiên chăng? Ai đem những thùng ấy đến? Đem từ hồi nào? Biết đâu trong những thùng ấy chẳng có súng đạn mà mang họa cả xóm. Hay cường quốc nào toan đổ bộ đánh chiếm nước này lần thứ hai? Bãi biển tuyệt nhiên không có một bóng người nào, chỉ có dân trong xóm. Họ ra bãi lập tức chở vài thùng về nhà khui ra cẩn thận. Toàn là hộp thiết màu đỏ, có nhãn hiệu là con mèo đen. Họ mừng quýnh la lên: mèo về kìa, hồn có mèo. Bởi vì hồn ma cho nên có hình con mèo màu đen. Người khác bàn tán: về theo đường biển, đúng theo lời thầy Tàu. Chắc sớm này làm ăn khá, mua một lít rượu về ăn mừng anh em ơi. Lúc khui ra, họ thấy rõ ràng là thuốc dấn sẵn. Hút thử thì lạc hơn thuốc rê, lại có mùi cà ốp, tiếng Miên nghĩa là thơm thơm. Phải là thuốc rê, thuốc gò, thì họ hái đem hết những chiến lợi phẩm về, cất giấu để sử dụng cho qua cơn nghèo. Ngặt là thứ thuốc lạc, họ không thích mấy, nên một mặt họ trở về nhà, một mặt cho người đến nhà xã trưởng Thạch Ngọc Tư để khai báo. Rủi thay đó là lúc xã trưởng bận việc, ông ta đi Nam Giang mua dĩa hát dù kê, thỉnh tượng Phật và dọ giá mua con voi sống đem về cúng chùa. Ở nhà còn lại chú Biện Sủng, người Tàu Lai, trọn quyền xử lý thường vụ trong phạm vi có thể. Biện Sủng biết nếu báo cáo việc này về thầy cai tổng thì chỉ có lợi cho tay. Động lòng tham, y bỏ túi vài hộp thuốc, suy nghĩ cách thủ lợi riêng. Chú đi quan sát từng nhà, hỏi kỹ: mấy người thấy trong thùng còn món gì lạ nữa không? Dạ thưa, chỉ có thuốc hút. Đằng sớm một ông lão chạy đến cầm một tấm hình: dạ, thùng đằng nhà tôi khui ra có hình con đầm này. Biện Sủng nhìn tấm hình, đúng là một mỹ nhân nhạn sa cá lặn. Lật phía sau có một hàng chữ Tây hay chữ Ăn Lê, vì không rành y đọc không nổi. Biện Sủng đoán chừng đó là thuốc lậu thuế, chiếc tàu chở thuốc chìm chưa kịp vào bờ đóng thuế, hoặc là chủ tàu gặp tàu của sở thương chánh sợ bị phạt nặng nên quăng bỏ xuống biển. Duy chỉ có tấm hình mỹ nữ làm chú Biện thắc mắc, liên tưởng đến một vụ xổ số. Biết đâu tấm hình này sẽ là số độc đắc,
nhờ đó mà y làm giàu. Nghĩ vậy, y muốn hốt của một mình nên nói riêng với dân trong xóm: chuyện lỗ bể rồi, bà con phải giữ kín nè. Tay hay lượt bắt bỏ tù cả lắm, tôi sẵn sàng che chở bà con. Cứ thao liêu thuốc già như thuốc dời, lon họ phải quăng bỏ. Chỉ cần một liều là ai gặp bất cứ tấm hình lầm nào thì phải lem nạp cho tôi. Thế là bao nhiêu thuốc Craven A phải tháo hộp ra, xé vấn hút, vấn điếu nào điếu nấy bằng ngón tay cái, hút mãi mà không đã cơn nghiện. Các bà ăn trầu thì rứt một cục lớn mà xỉa, rồi chê lạc nhách. Tuy vậy có còn hơn không. Ngày mưa tháng gió, thuốc này cũng an ủi cơn nghèo túng. Họ khôi hài lẫn nhau: hồn con mèo ở biển về à, thầy tàu nói vậy mà đúng à. Hồn về rồi mà sao mình còn khổ quá ha. Chắc là tại con mèo đen đứt đầu như trong hình vẽ ngoài gói thuốc. Phần biện sủng thì muốn trốn tránh trách nhiệm, y tháo hai bản công văn giống nhau. Một bản gửi lên cai tổng để tường trình, một bản dán tại nhà xã trưởng cho có lệ. Không cần dán trong xóm, vì xóm người Miên nào ai biết chữ Tây hay chữ quốc ngữ đâu mà đọc. Đại khái như sau: trác cho Hương ấp Tuân Cứ. Hương chức là nghe nói ở ấp biến có lượm được thuốc hút, nay truyền rao cho Hương ấp phải đến mỗi nhà lập thông quy để làng chạy tờ phúc bẩm về quan chánh cai tổng. Hết chuyện. Chuyện ngày xuân nghe chim hót. Những ngày cuối năm, Tuấn rảnh rang hơn ai hết. Ở xóm này, anh ở gác trọ, không có quê để mà ăn Tết. 20 năm chinh chiến đã biến đô thành Sài Gòn thành ra một thứ quê hương cho khá đông người. Họ cưới vợ sinh con, trồng cây, xây mộ, mướn nhà. Dầu bị đuổi cũng không thèm dời. Họ nhìn người miền quê mới tản cư lên sau, nhìn với cặp mắt tự tôn của đám thổ công am hiểu thời thế. Tuy nhiên lắm ông thổ công bị mang tiếng oan, như chàng Tuấn là một. Đất Sài Gòn với muôn màu hồng ngàn tía được so sánh với một cuộc tiệc lớn. Rủi thay, trong cuộc tiệc ấy thì hơn 10 năm qua, tuy ham phần xôi thịt nhưng Tuấn chưa chiếm được một chỗ ngồi nào yên ổn cả. Nếu có thì trên manh chiếu chật hẹp ấy, chàng chỉ đóng vai người ngồi chồm hổm ăn hút, để rồi vừa đứng vừa đi mà ăn. Kiểu ăn lua láo không no dai, gây bệnh đau bao tử. Thế là chàng Tuấn đành đóng vai bất đắc dĩ của một kiểu thổ công dạo kiển xem hoa, hưởng thụ bằng cách ngắm nghía quan sát trong phạm vi có thể. Chàng muốn so sánh Sài Gòn với vườn hoa. Khổ thay, sự so sánh ấy không hợp pháp, đôi khi gây rắc rối. Lần lần chàng hiểu rằng mỗi vườn hoa, mỗi bãi cỏ đều có chủ, có ranh giới và có cổng khóa. Tết năm ngoái, ngày mùng 7, chàng không chịu rời bước khi tình cờ gặp một cội mai to lớn, cánh vàng rợp đất đầy cành. Mai nở và tiếp tục nở giữa tiếng nhạc du dương và đôi nàng kiều nữ. Đột nhiên cánh cửa sắt xích lên, mở rộng thêm. Ông chủ nhà ló đầu ra, đuổi chàng bằng nụ cười khô khan: xin lỗi, ông có chuyện chi? Chàng đang phân vân chưa hiểu trả lời sao cho gọn, ông chủ nhà liền ban cho chàng phát súng ân huệ: ông kiếm nhà số mấy? Nhà này số 307. Chàng vội nêu ra một con số vu vơ, xin lỗi và chào lễ phép ông chủ nhà, tạm biệt sau khi liếc vào phòng khách thưởng thức lần cuối cùng vẻ tươi đẹp của cội mai trong cái độc bình khang hy, kiểu độc bình vĩ đại, cao hơn một thước tay. Lề phố vắng tanh đối với chàng. Vài tháng sau đến mùa mưa, chàng tình cờ được dịp ghé lại chỗ cũ. Nhà số 307 ấy đã đổi chủ và ông chủ chỉ còn là linh hồn phảng phất bên bàn thờ. Chàng nhận ra mấy cô kiều nữ hồi Tết khi cội mai nở. Các cô lơ đãng thả hồn theo bản tân nhạc du dương, không biết rằng ngoài lề đường này chàng đang dừng bước và sẵn sàng thành thật chia buồn. Còn 5 ngày nữa là Tết. Trước lề đường, gia đình họ xúm xích tháo chân đèn. Các bộ phận linh tinh của cái lư đồng họ lau chùi. Mấy trái táo nằm kề con kỳ lân vàng. Con kỳ lân hơi miệng, vẫn hai cọng râu khá to. Tường đó hả? Xin lỗi. Tường giật mình dừng lại. Tuấn đứng bên kia đường. Hai người quen nhau từ đôi ba năm nay nhưng không chơi thân.
thỉnh thoảng gặp nhau tại nhà hàng Thanh Thế, bắt tay cúi đầu chào vậy thôi, rồi thì mỗi người ăn riêng một bàn. Tại sao Tuấn lại sốt sắng chào hỏi trước? Cơn gió Tết vừa lạnh vừa khô càng làm cho da mặt Tuấn thêm nhăn và mái tóc thêm cứng, dựng ngược. Tường sực nhớ Tuấn làm việc ở nhà báo, nếu gán cho Tuấn cái tin sốt dẻo xe lật ở Tân An thì Tuấn chắc vui lên. Tường nhớ rõ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ sáng, chẳng ai đến săn tin hoặc chụp ảnh cả. Tường bắt tay Tuấn, Tuấn hỏi: rảnh chưa? Vào dịp gần Tết mình dạo chơi. Lạ thật, tại sao Tuấn chưa nhận ra cái bắt tay ngượng ngập hơi run của mình? Cánh tay ấy suýt gãy, tróc da, màu thuốc đỏ loang ra, lớm đớm dính tay áo. Tường từ Cần Thơ về Sài Gòn để thăm vợ con và ở luôn cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng. May thay dọc đường khi chạy ngang trung tâm giáo dục căn bản ở Long An, xe ủi vào trụ lề đường, xe lăn ba vòng xuống ruộng. Người trên xe ai nấy đều sống nhăn. Tường xuống bến Sài Gòn báo tin cho vợ con biết rồi lang thang dạo phố. Trong thời chiến, Tường cho rằng mình có diễm phúc lớn hơn ai hết. Chàng muốn khoe khoang với tất cả mọi người đã quen hay chưa quen. Mấy người hàng xóm hỏi chàng, hỏi sơ qua. Tường chưa vừa ý, chàng ra sạp báo. Một tin tức đó đây của 3-4 tờ báo đều đăng toàn chuyện của Đô Thành và các tỉnh khác. Vô duyên quá, rõ chuyện quan trọng liên can đến sinh mạng 3-40 người lại trở thành bé bỏng không đáng kể. Tường xăng áo lên, sờ vào cái băng keo nhuốm màu thuốc đỏ. Miếng da cùi chỏ đã rách nát và tróc mất. Mấy chiếc xích lô máy lướt qua, chẳng ai chú ý đến chàng hơn, cả những người đi bộ. Chàng tự an ủi: họ lo sắm Tết, chuyện mình biết, chuyện người người hay. Thí dụ như ngày hôm qua, tại Sài Gòn, mấy người đó gặp xui xẻo, mình đâu hay biết. Hòa cả làng. Bắt đầu Tường dạo phố với một lập trường mới. Kéo cái tay áo xuống dạo khoan thai, hai tay đùng đưa ra rất hồn nhiên như người khỏe mạnh, kẻo thiên hạ hồ nghi rằng anh mang tật từ khi lọt lòng. Quả thật Tuấn là người làm báo mà vẫn vô tình đối với thế sự. Tường chưa muốn thất vọng: cỡ này có tin tức gì lạ không? Họ anh báo Tết rồi, nghỉ vài ngày. Hồi tối có xe đò lật. Xui xẻo quá vậy. Có ai chết không? Nếu chết một đôi người thì chẳng bao giờ đăng báo. Câu nói ấy như gáo nước lạnh xối lên đầu Tường. Chàng thở dài. Tuấn hỏi thêm: sao? Xe lật nhưng chẳng ai chết cả. Vậy thì hơi đâu mình thắc mắc. Ngày Tết chẳng ai muốn nhắc đến chuyện xui xẻo. Thôi, anh muốn rảnh rang thì đi với tôi, vui lắm. Xem nhạc sĩ cổ điển đang tập dượt các mầm non văn nghệ. Tốn tiền không? Đâu có tốn. Sự có mặt của chúng ta sẽ làm hân hạnh cho chủ nhà. Dạy ca nhạc tại nhà, các mầm non tốn tiền và tốn chút ít rượu trà để Tết thầy. Anh có xem lần nào chưa? Anh nhạc sĩ này là bạn thân của tôi. 6-7 em bé, toàn là con gái, ngồi dựa lưng vào vách đối diện với nhạc sĩ Văn Kỳ. Đứa mặc áo rằn ri, đứa mặc áo đầm, đứa mặc áo sơ mi ngắn tay quần túm ống. Nhạc sĩ mặc pyjama mang dép Nhật Bổn. Buổi dạ nhạc diễn ra trong gian phòng ấm áp thân mật chật chội trên lầu. Cách nhạc sĩ chừng 4 bước là cái giường nệm khá to. Trên ấy một bà lão nằm mỏi mệt vì ruột của nhạc sĩ từ Bến Tre tản cư lên Sài Gòn từ vài ngày dài. Nhạc sĩ Văn Kỳ nâng cây lục quyền cầm so dây rồi nói to: đâu? Tụi bay vượt lại cho tao nghe. Tệ quá, tao khổ vì tụi bay à. Các mầm non dở quyển sách mỏng ra chăm chú. Lối xưng hô tụi bay, tao chẳng có gì là thô lỗ. Người trong gia đình với nhau cả. Mấy mầm non còn quá trẻ, trẻ tuổi hơn đứa con gái đầu lòng của nhạc sĩ. Lệ Hoa đâu? Mày nói lối trở lại cho tao nghe. Cô bé Lệ Hoa trạc 12 tuổi đứng dậy bước tới hai bước. Đột nhiên nó day mặt liếc phía thang lầu. Nhạc sĩ Văn Kỳ lắc đầu: không được. Lúc tao đang dạy, lúc mà bắt đầu lắng giọng thì bất cứ tiếng động gì cũng không đáng kể. Tao biết có khách tới, họ bước lên thang lầu, nhưng đó là những bạn quý của tao. Họ tới đây vì điệu nghệ. Đừng sợ sệt, đừng lãng trí. Nay mai mày vô đĩa, mày lên sân khấu thì làm sao? Cô bé Lệ Hoa le lưỡi. Mấy đứa bạn cúi đầu lật quyển bài ca. Giọng Lệ Hoa cất lên. Nhạc sĩ Văn Kỳ ngưng tay buông phím. Khổ lắm mà. Tại sao trở lại?
mà mày nói lối ra trớ lại. Chưa rõ tiếng, nói lối cho tao nghe kỹ 5-3 lần. Trở lại, trở lại. Cô bé Lệ Hoa lấy hơi. Trở lại. Tại sao có tiếng ớ vô duyên đó? Mày chặt bỏ tiếng ớ giùm tao. Ủa, chào anh ký giả, chào anh bạn. Tuấn giọng dạc xuất hiện, theo sau là Trường. Cô bé Lệ Hoa vẫn đứng im. Nó hơi thắc mắc, tại sao thầy có hơi lãng trí? Nhưng nhờ được vào hậu trường sân khấu vài lần, nó chợt hiểu. Thầy nó giống như người đạo diễn đào kép diễn ngoài sân khấu. Người đạo diễn ở hậu trường được trọn quyền đi tới đi lui, hoặc ra ngoài ngã tư đường cái mà uống cà phê. Để khỏi bị rầy, nó vẫn đứng im như trên sân khấu thật, không cần cúi đầu chào hai vị thượng khách của thầy nó. Tuấn giới thiệu, đây là nhạc sĩ Văn Ki, đây là bạn Tường. Cảm ơn. Vừa nói Văn Ki vừa chỉ hai cái ghế. Tuấn nói, anh cứ dạy học, tụi tôi đi phiêu lưu ngày tất niên, lâu quá mới tới đây. Văn Ki ngồi xuống ghế so dây đàn. Hai anh có thể ra trước bao lơn ngắm cảnh, chừng 20 phút nữa mình đi chợ lớn kiếm cái gì nhậu. Rồi nói với đứa học trò lớn tuổi nhất. Bé à, xuống nói với cô lấy tiền mua 5 đồng bạc cà phê đen, pha trà thật đậm. Nhạc trỗi lên, Tường hơi buồn đến bao lơn, nhìn qua nhà kế cận. Chủ nhân mua hàng chục chậu bông dạng thọ, hường, cúc. Tuấn đứng chống nạnh nói với Tường, thay đổi không khí như vậy được chưa? Tường mơ màng hút thuốc, chống hai tay lên thành bao lơn. Vài chiếc xe vận tải khá to, khá nặng chạy qua. Anh sờ ngay cùi chỏ, vết thương còn đó hơi rêm nhức. Anh nhớ rõ, gió đầu thổi lạnh lẽo, xe chạy 100 cây số một giờ. Vì ngồi ở phía ngoài nên gió tạt vào lỗ tai lùng bùng. Đột nhiên thiên hạ kêu rú, chiếc xe lao đầu trong bóng tối quay tròn. Đầu anh vọng xuống mùi, rồi mong anh quay trở lên. Anh ôm mặt ngất xỉu, mất thở vì người hành khách kế bên đè lên anh. Nghe kìa, Tuấn vỗ mạnh vào vai Tường nói tiếp. Ngộ quá, nhiều người ao ước thấy tận mắt khung cảnh đào tạo mầm non ca nhạc cổ điển. Anh không ưa vọng cổ sao? Tường lưỡng lự. Thật ra anh rất thích vọng cổ. 10 năm về trước anh thử học đàn và ca, nhưng việc tập dượt phải dở dàng vì anh thiếu hơi ca trung bình, vì anh thuận tay trái. Anh Tuấn, tôi muốn về thăm người bà con. Bảy nè, chỗ anh em với nhau, chờ lát nữa tụi mình cùng đi. Hôm rày tôi mới tới đây vài lần, nhưng chưa bao giờ theo dõi phương pháp đào tạo của anh nhạc sĩ Văn Ki. Anh này thuộc vào hàng xuất sắc. Cô Đào Vân Tuyết, huy chương vàng 62, là học trò của ảnh. Giới kịch trường gọi đây là lò Văn Ki. Tiếng đàn của Văn Ki trỗi lên. Nãy giờ anh rao chậm chậm, cố ý tranh thủ thời giờ để chờ cô bé, đứa học trò lớn tuổi nhất đi mua cà phê về đãi khách. Cô bé đã về, kính cẩn đặt hai ly cà phê đen trên bàn, cúi đầu mời Tuấn và Tường. Tuấn nói một câu khiến Tường hơi hối hận, trở lại thực tế. Anh thấy nhạc sĩ Văn Ki nhã nhặn và khiêm tốn chưa? Phục vụ bạn bè hết mình, vừa mưu cầu sanh kế, vừa giữ phép xã giao. Và cô bé này hy sinh thời giờ, xem bọn mình như thượng khách. Tại sao anh từ chối tấm thanh tình của người chung quanh? Cô bé Lệ Hoa lên giọng nói thơi vân tiên, rồi qua lối nói thăm. Nghe tiếng trẻ ngọt ngào, phát âm thật rõ. Nhạc sĩ Văn Ki gật đầu đắc ý. Cô bé Lệ Hoa liếc nhìn thấy sung sướng. Tuấn cười tủm tỉm như tán thưởng cô bé. Tường vẫn ngơ ngác. Giọng cô bé này tốt hả? Nó còn nhỏ tuổi quá. Tuấn gắt giọng nhưng nói cặn kẽ. Im đi, anh không rành nghệ thuật gì ráo, phải thông cảm, cố gắng thông cảm. Anh Văn Ki và cô bé này đang vui mừng. Nhạc sĩ Văn Ki nhắc lại. Một lần nữa, mấy đứa kia chuẩn bị, nhớ dò nhịp trong cuốn bài ca để vô một lượt với người ta. Có đứa nào ngủ gục không? Lần thứ hai trở lại mẹ khóc quê ngoại, điều hiu như vườn cao sơ xác tiêu. Điều. Bé Lệ Hoa vừa dứt tiếng điều là Tường nhảy dựng. 6-7 đứa học trò cổ nhạc hát rộ lên một lượt, mỗi đứa một lời ca khác nhau, tuy cùng một bản giọng cổ, một nhịp điệu. Tuấn gật đầu đắc ý, nghe như bầy ong vỡ ổ. Thật là một bản hòa tấu hỗn loạn. Tường quên hẳn vết thương nơi cùi chỏ,
quên hình bóng chiếc xe nặng 5 tấn chạy 100 cây số một giờ đang lao mình lật ngược, lăn 3 vòng trước khi nằm im. 3-4 thứ lời ca giọng cổ trộn lộn như mớ miễn chén để trong thúng sốc mạnh, như hàng 100 cánh hoa rơi rụng. Tuấn khều tường: "Vui chưa? 100 hoa đua nở là vậy đó. Khúc đâu hán sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau, làm vậy đó." Tường cười gượng: "Như vậy hơi tuổi cho vong hồn cụ Nguyễn Du." "Anh hơi bi quan, không nhịp điệu gì hết." Tuấn nheo mắt, đưa bàn tay mặt lên rồi chờ đợi, nhịp chân búng nhẹ ngón tay cái vào ngón tay trỏ, nghe một tiếng chốc. Tất cả mầm non đều lên giọng để chấm câu thứ nhất. Nhạc sĩ đắc ý: "Được lắm, tụi bay tiến bộ." Tuấn dây qua tường: "Kỹ thuật khá lắm rồi đó. Hồi nãy tôi búng tay trúng ngay nhịp, 4 tiếng chót rơi vào nhịp thứ 32 của câu đầu, theo hơi trắc bay vút lên. Thời xưa con hạc ở chốn thiên thai cũng vậy thôi. Tản đà bảo cái hạc bay lên vút tận trời." Tường chán nản luận điệu ngông nghênh xa thực tế của Tuấn. Tường muốn ra khỏi văn phòng, nhưng làm vậy anh sợ nhạc sĩ Văn Kỳ và cấp mầm non Phật Ý. Anh ra bao lơn, gió Tết thổi lành lạnh. Anh nghĩ đến vết thương nơi cùi chỏ, đêm nay nó sưng lên làm độc, có lẽ sáng mai anh phải đi bác sĩ rọi kiến cho biết có sức mẻ khớp xương không. Buồn quá, cây cỏ gỗ đá là giống vô tình đã đành, chứ như chàng Tuấn, một ký giả có tâm hồn được liệt vào phái lành mạnh, thế mà vẫn xa thực tế đau khổ của cuộc đời tại thành phố, nói chi đến tình trạng chiến tranh ở đồng quê không xa xôi. Tuấn đến bao lần: "Coi cái gì vậy? Chán nản cái vụ mầm non này rồi hả?" Tường nói: "Coi người ta tưới kiển, tưới bông ở căn nhà bên kia cho đỡ buồn." "Tại sao anh không biết mê buổi tập hót của bầy chim con lúc chờ đón gió xuân? Mấy em bé đó là bầy chim non của đất nước." "Anh đừng đại ngôn." "Tôi nói đúng sự thật. Giờ phút này ít ai được gần gũi cuộc đời như chúng mình." "Mấy em đó ca hát nghe lộn xộn quá." "Làm sao lộn xộn?" "Khó lắm à. Nhạc sĩ Văn Kỳ vừa trả lời mấy câu phỏng vấn của tôi. Anh cho biết mấy em tập tành đã 6 tháng rồi, nay tiến lên đến trình độ đáng khích lệ đó. Giọng cổ là cuộc sống, có kỷ luật nghiêm khắc. Như con người giàu nghèo sang hèn, sanh lão bệnh tử, chẳng ai thoát khỏi luật của tạo hóa." "Thôi đi anh, giỡn hoài." Tường nói xong quay mặt đi. Tuấn trả thuộc lòng mớ lý luận mà anh vừa học lớn được của nhạc sĩ Văn Kỳ ban nãy. "Mỗi câu 32 nhịp, mỗi nhịp đúng 2 giây đồng hồ. Nếu ca vô dĩa thì mỗi câu đúng 64 giây, không xê xích. Coi như đùa giỡn chứ khó lắm mà. Mấy cô ca như ông dở ổ, nhưng tuân theo kỷ luật nghiêm khắc ấy." Tường lắc đầu: "Lời ra hỗn độn, toàn là chữ 6, theo kiểu văn chương 3 xu, không ý nghĩa." "Người ta cần hơi mùi và cần ý nghĩa, cần luân thường đạo lý." "Anh lầm rồi." Bầu không khí trở nên khó thở. Nhạc sĩ Văn Kỳ buông đàn sau khi tập dược đến lần thứ 3 cho các mầm non. Nhạc sĩ mở tủ kiến đem ra 6 tập sách bài ca dọc cổ. "Các bạn thông cảm giùm, nãy giờ nghe lộn xộn, bởi vì mỗi em ca dọc cổ theo nhịp chung, nhưng lời riêng. Bài ca thứ nhất là Hương Cao Quê Ngoại của thi sĩ Kiên Sơn. Bài thứ nhì là Thoại Khanh Châu Tuấn của soạn giả Viễn Châu. Bài thứ ba là Tình Lan và Điệp, cũng do Viễn Châu soạn. 3 bài đó hợp đạo lý. Tôi chủ ý chọn lựa để các em sau này đừng nhiễm thói xấu ngoại lai. Mấy anh coi thử, đây là bổn thứ nhất, ở mỗi nhịp tôi có dấu viết gì. Đây là bổn thứ hai, không có ghi nhịp. Các em mầm non đã tới trình độ không có ghi nhịp nhưng vẫn ca đúng nhịp. 32 nhịp vô một câu, đúng 64 giây đồng hồ. Khó lắm. Bây giờ mình đi nhậu được chưa?" Nghe đến tiếng đi nhậu, Tường giật mình. Vết thương chưa lành mà nhậu rượu thêm thì e nó làm độc. Rủi ro bề gì thì cưa cánh tay. Bỗng dưng mà cùi chỏ của Tường cử động khe khẽ. Nhạc sĩ Văn Kỳ trố mắt: "Ủa sao vậy? Như có máu à?" Tường nói rõ từng tiếng để trút bao nhiêu cơn uất hận từ khi gặp Tuấn. "Tôi đi xe từ Long An về, lật xe 3 vòng trầy sơ sơ, chắc nhậu không được, xin cứu, hẹn dịp khác." Tuấn nói giọng đàn anh kẻ cả: "Không nhậu thì cũng đi chơi, ngồi chung một bàn cho vui.
cử rượu thì uống nước ngọt. Cha này khó tánh quá. Hay là anh muốn tôi đăng cáo phó vào dịp Tết? Dịp Tết chẳng báo nào đăng cáo phó cả. Thôi tôi buồn, để tôi về. Buồn nói gì ngày Tết? Tôi buồn, tôi nghĩ đến bao nhiêu người khác. Họ bị lật xe một lượt với tôi, không ai chết. Tuấn nắm tay Tường. Thôi xuống đất đi cha nội ơi. Vậy là vui rồi. Thương người vu vơ chỉ là tật ích kỷ. Vì ích kỷ nên nãy giờ anh có thưởng thức gì đâu. Tết đến chim non đua hót. Tường sờ vào cùi chỏ rồi buông tay xuống khi cô bé, đứa mầm non lớn tuổi nhất, đầu cũng 17-18, đến gần chàng. Mái tóc thoảng mùi trầm hương, đôi mắt đen nên sáng lạnh. Trong đáy biển đen quyền ấy ngời lên hai vì sao nhỏ. Cô bé nói: Thưa chú, cháu về. Thỉnh thoảng mời chú trở lại khuyến khích mấy cháu đây. Cùi chỏ của chú dường như... Tường đưa hai cánh tay ra sau lưng thật nhanh. Chừng nào tao hát nữa, chú lại đây hoài hoài. Hết truyện.